Xin chào các bác nhé. Trước mắt các bác đây là một cái mẫu xe máy dầu số tự động 7 chỗ ngồi, mang tên là Sangyong các bác nhá. Sangyong Kiron. Chiếc này sản xuất năm 2008 và đăng ký đầu năm 2009. Và động cơ của mẫu này là máy 2.0. Mời các bác cùng đón xem để biết về chiếc xe Sangyong này bên em như nào nhá. Chiếc xe còn tương đối là chất lượng và tương đối là đẹp. Giá thì cũng rất là yêu luôn cho các bác nhà mình. Quay sơ qua phần nội thất bên trong của chiếc xe, gửi cho các bác nhà mình xem nhé. Xe được trang bị một bộ ghế da rất là đẹp mắt. Và đây chính là cái cần số của xe. Đây ạ. Xe thì cũng đã được lên logo của dòng xe Mẹc rồi nhá. Logo của dòng xe Mẹc rất là chất đúng không ạ? Nội thất màu kem. Nội thất rất là sạch đẹp. Xe trang bị rất là nhiều chức năng an toàn, như là nhà túi khí này, phanh ABS này, chống trơn chống trượt, và trang bị vô lăng tích hợp, hệ thống điều hòa auto, rồi ghế điện nhá. Xe 7 chỗ ngồi, các bác lưu ý là 7 chỗ ngồi nhá. Máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, và form dáng thì rất là đẹp. Xe trang bị có cả clock luôn này. Đây là phía đằng sau, ghế gập xuống nhanh này nhá. Đấy, ghế đây, ghế đằng sau đây ạ. Ghế đằng sau thì hơi nhỏ một chút. Nội ngoại thất của xe rất là đẹp. Các bác mà đang quan tâm đến những cái dòng xe máy dầu thì bên em đang có một vài dòng nữa, như là Isuzu Highlander lốp treo đời 2004 này, và một chiếc Kia Carrera số sàn đời 2008, và một chiếc xe Everest nữa các bác nhá. Everest nữa, có số cả Captiva luôn. Các bác cùng em đi chi tiết về cái mẫu xe này. Đây là phía đằng sau của xe này. Dòng xe form dáng đẹp, form dáng của xe rất là đẹp luôn, hai cầu các bác nhá. Mức tiêu hao nhiên liệu của những cái dòng xe máy dầu thì các bác biết rồi, rất là hấp dẫn luôn, rất là kinh tế. Một cái mẫu xe rất là kinh tế, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Các bác mà mình mà mua về sử dụng đi công trình, công trường, hay là chở người, hay là chở khách, chở cái gì đi chăng nữa, thì đây là một cái mẫu xe rất là hợp lý luôn, vì chở được nhiều người này, và lại rất là kinh tế luôn. Xe thì form dáng lại đẹp đúng không ạ? Sangyong này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhá, chứ không phải là một cái nước nào khác đâu ạ. Mà đây là cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc và là nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Mẫu xe gầm cao SUV. Form dáng của xe thì để mà nói tầm tiền, ít có một chiếc xe nào đẹp, có cái dáng đẹp như chiếc xe này luôn đúng không ạ? Và đây là một chiếc xe mẫu xe số tự động nữa, chứ không phải là số sàn nhá. Điều đặc biệt là như vậy. Chiếc xe lốp sơn là màu bạc. Lốp sơn của xe khá là đẹp, rất là sạch sẽ. Và xe trang bị này các bác thấy đây, cái phần bên ngoài của nó đấy, cái phần bên ngoài được thiết kế những cái gân, những cái body đấy, vuốt từ đầu đấy, xuống tận phía đuôi luôn. Rất là khỏe khoắn đúng không ạ? Cảm giác như là một cái mũi tên, như một cái viên đạn vậy đúng không ạ? Cảm giác xe có cái đậm chất hợp hố, rồi khỏe mạnh đúng không ạ? Xe trang bị đèn bi nhá. Đèn bi rất là sáng cho bác đi ban đêm. Và bên em sẽ có sự cam kết cho các bác nhà mình như thế này, là xe không bị đâm đụng, không bị va chạm và không bị ngập nước. Giấy tờ an ninh pháp lý là chuẩn chỉ nhá. Máy số là nghiêm chỉnh, máy số ngon, nghiêm chỉnh luôn. Đối với cái mẫu này thì các bác mua về là cũng sẵn dùng thôi. Bên em bán xe thì cũng cam kết cho các bác mình như vậy, từ những cái mẫu xe ít tiền cho đến những mẫu xe nhiều tiền đều có sự cam kết cho các bác như vậy nhá, để các bác mình mua xe được yên tâm. Và các bác hãy liên hệ cho bên em để được tư vấn về những cái chiếc xe ô tô cũ mà cửa hàng bên em đang bán nhá, theo hai số 0938586307, 0389000555. Đấy là hai số điện thoại các bác kết nối Zalo, Facebook, rồi alo trực tiếp nhá. Facebook thì các bác chỉ cần ấn theo địa chỉ là Trăm Ô Tô Hải Dương là sẽ ra những cái kênh Facebook bên em. Facebook thì em sẽ đăng hình lên trên Facebook rồi nhá. Còn Zalo thì ít khi đăng, chủ yếu là đăng lên trên Facebook là nhiều. Đấy. Bất cứ một xe nào về đều được đăng lên trên kênh Facebook. Để mời các bác nhà mình nhập Facebook vào để được đón xem thường xuyên các bác nhá. Đấy, ok, thì bây giờ em sẽ đi chi tiết trực tiếp về mẫu xe này, quay gần một chút để các bác ngắm nhá. Đấy.
sơn xi của xe thì rất là đẹp. Thân vỏ cũng đẹp luôn. Thân vỏ không lồi lõm, không lệch lạc, không mất form. Không bị mất form nhá. Cái form của nó còn rất là chuẩn. Do không bị đâm đụng va quẹt cho nên là form của nó còn rất là chuẩn nhá. Lốp thì còn tương đối, na răng đúc, phanh ABS, 4 bánh luôn. Gương điện. Và đăng kiểm của xe thì cũng mới hết. Chiếc xe mới về tại cửa hàng cho nên là em chưa đi đăng kiểm và cho đi ra quay luôn. Sau video này em sẽ cho đi đăng kiểm ngay nhá. Thì khi các bác đến xem xe mua xe, đăng kiểm mới tinh luôn. Đăng kiểm mới tinh luôn nhá. Đây là cái sườn của bên phụ nhá. Các bác nhà mình cùng xem. Đây ạ. Các bác xem bên ngoài trước nhá. Một chút nữa em sẽ quay nội thất, quay gầm, quay máy, quay chi tiết các bác xem từng phần một của chiếc xe luôn. Chiếc xe có cái thân vỏ rất là đẹp. Và tôn của cái dòng này nó rất là dày các bác nhá. Tôn vỏ đấy ạ. Tôn vỏ dày, thân sắc lặng. Và những dòng xe nhập khẩu như này thì tôn vỏ bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn những dòng xe mà đến từ Việt Nam rồi đúng không ạ? Lắp ráp tại Việt Nam. Và khung gầm bệ của chiếc xe này là không han, không mục, không dỉ gì các bác nhá. Không han mục dỉ gì. Đấy. Về thân vỏ là như vậy, tiếp sẽ quay cả gầm cho các bác xem luôn. Những cái mẫu xe mà bên em bán ấy ạ thì đều được cho kiểm tra rất là kỹ, đều được tuyển chọn trước khi nhập về rồi. Để cho nên là bác hết sức hoàn toàn là yên tâm về những mẫu xe mà hiện tại cửa hàng bên em đang bán nhá. Đấy, chi tiết gửi tới các bác xem từng phần một của chiếc xe. Đấy, cặp đèn trước sau của xe rất là sáng luôn, rất sáng đẹp đúng không ạ? Và cái cốp này khi mở ra rất là rộng nhá. Cốp này mở ra rất là rộng này. Đấy, nội thất rất là sạch đẹp. Đây các bác xem này, nội thất quá đẹp luôn. Cái dòng này tuy dòng máy dầu nhưng mà nổ khá là êm nhá. Tuy dòng máy dầu nhưng nổ khá là êm, không giống như một số những cái mẫu xe máy dầu khác luôn ạ. Cái mẫu này nổ khá là êm. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu quay ở bên trong nội thất, gửi cho các bác xem cho mình đây ạ. Các bác nhìn xem đây ạ. Keo chỉ thì các bác yên tâm rồi nhá, không mất phần nào cả. Phần táp ly cánh cửa đây ạ. Cánh đằng trên. Cái vị trí này là da nhá, các bác về có thể bọc lại này. Có thể là về mình bọc lại được. Đấy, cái này có thể là sơn lại được để nguyên bản, cái này là để nguyên bản như vậy. Đấy, gương kính của xe hoàn toàn là điều chỉnh bằng điện. Các bác nhá, đây là có cả chế độ nhớ ghế luôn này. Chế độ nhớ ghế và loa check được đặt ở vị trí này. Phần táp ly và phần táp lô của xe được thiết kế một cái chất liệu da nhá. Chất liệu da. Và đây là ghế điện này. Đấy, vách cửa này. Cái dòng này thì chủ yếu là máy móc là quan trọng, máy móc và khung vỏ là quan trọng thôi đúng không ạ? Chứ còn thì đôi khi một số những cái phần như ví dụ như nội thất thì về có thể làm lại được. Máy số là cái vấn đề quan trọng nhất của chiếc xe và khung vỏ nữa đúng không ạ? Điện đóm cũng không kém phần quan trọng đúng không ạ? Không kém phần quan trọng. Tất cả điện đóm chức năng của xe hoạt động đầy đủ nhá, không thiếu chức năng nào. Đây là gương này. Chi tiết đầy đủ phần táp lô gửi tới các bác nhà mình xem. Ghế điện hoạt động trơn tru. Đấy, cần số dích dắc nhá. Có khóa khiển luôn. Và đây là hộp đồ này. Vô lăng của xe khá đẹp, không bị sứt và không bị mòn. Không bị sứt và không bị mòn nhá. Đây các bác thấy này. Không bị sứt và không bị mòn luôn. Đây là phần đồng hồ của chiếc xe. Và chiếc xe này thì đã được trang bị thêm một cái màn hình và camera lùi đầy đủ. Và đây các bác thấy này. Đây là một số cái chức năng của chiếc xe nhá. Đây hệ thống đeo đèo đổ dốc này. Đấy, sấy này. Chỉnh nhà đi thẳng đúng không ạ? Xe có cả trang bị sấy ghế các bác nhá, có cả sấy ghế luôn. Khá là đầy đủ những cái chức năng cần thiết cho một chiếc xe đúng không ạ? Và chiếc xe này thì lại thêm được có cả cửa lốc nữa này. Và trần nỉ của xe nó là nguyên zin nhá. Trần nỉ nguyên bản theo xe.
một bộ ghế rất là mới, một bộ ghế mới bọc xong cho nên là rất là mới nhá. Nội thất của xe khá là rộng rãi. Khung vỏ xe thì cực kỳ là đẹp luôn, từ những cái phần vách cửa này. Đây các bác thấy là từ những phần vách cửa nhá. Để từ những phần vách cửa cho đến phần gầm. Đây mép cửa đây ạ. Hệ thống âm thanh loa đài nghe rất là hay. Nghe rất là hay luôn. Các bác có thể nhìn thấy là em đang quay tương đối là gần và chi tiết đối với một cái chiếc xe, đúng không ạ? Các bác thấy thì từ những chiếc xe ít tiền nhiều tiền thì bên em đều quay rất là kỹ chi tiết gửi cho các bác xem luôn, đúng không ạ? Ở phía đằng sau đây nhá, phía đằng sau thì ghế được thiết kế là kiểu như thế này. Đấy. Quay ngược lại so với lại một số những chiếc xe khác. Quay như này thì sẽ đảm bảo tiết kiệm được không gian, đúng không? Tiết kiệm được không gian luôn. Ở phía đằng sau là những cái phần vách này, những phần vách này. Ghế này các bác có thể gập lại tạo thành một cái cốp đồ tại đây nhá. Tạo thành một cái cốp đồ ở đây luôn. Đấy. Như thế này, em có thể gập lại cho các bác mình xem như này luôn này. Đấy, tạo thành một cốp đồ luôn nhá. Như này là tạo thành một cốp đồ rồi đúng không ạ? Di chuyển sang bên đây và gửi tới các bác xem nốt những cái vị trí tiếp theo của chiếc xe nhá. Để các bác mình biết về thông tin cũng như là xem được tất cả những hình ảnh, những cái chi tiết, mọi chi tiết của chiếc xe. Bốn cái này ấy, thì theo em các bác về mình bọc lại cho nó mới này. Màu gì cũng được các bác bọc lại. Bọc lại cái này mất 100.000 một cái thôi. Thường thường bên em vẫn bọc mất 100.000 một cái nhá. Rất là rẻ luôn. Những phần gioăng cửa thì các bác thấy không bị sứt, không bị sứt và không bị rách dưới chỗ nào cả đúng không ạ? Tất cả đồ nhựa bên trong của xe là vẫn còn nguyên vẹn. Ở chỗ này được thiết kế có cả sạc điện thoại này. Trần ý rất là sáng nhá. Những cái gioăng cửa này, các bác xem là những cái gioăng cửa xe còn đẹp. Phần lòng trong là vẫn còn sơn zin. Và vị trí này nhá, vị trí này nó không bị sứt này, không bị vỡ này, chỗ này bằng nhựa mà rất hay bị vỡ sứt chỗ này. Đây vách cửa đây. Kính được dán 3M. Kính được dán 3M hết rồi. Một chiếc xe còn tương đối là đẹp và khá là đều xe. Một chiếc xe khá là đều nhá, các bác có thể được cảm nhận qua video hình ảnh. Em đã quay tương đối là gần chi tiết, tương đối là gần và chi tiết luôn. Các bác ở gần hãy đến xem xe trực tiếp, chạy thử và bàn bạc về giá cả nhé. Còn các bác ở xa thì hãy alo, xem qua video và hãy alo cho bên em. Nếu mà ưng ok thì bên em sẽ chuyển xe cho các bác mình luôn. Kể cả như các bác ở trong khu vực miền Nam nhé, em bán thậm chí là cả sang Kiên Giang, Phú Quốc rồi cả Cà Mau luôn. Em bán xe toàn quốc các bác nhá. Và ship xe là toàn quốc luôn. Các bác nhu cầu mua thì đặt cho bên em sẽ đi làm giấy tờ cho các bác. Bên em sẽ rút hồ sơ để các bác mang về ra tên và chuyển xe cho các bác nhà mình đến, có thể là đến tận nơi, có thể là đến khu vực Sài Gòn, Bình Dương. Đấy. Rất là đơn giản và rất là nhanh gọn tiện lợi nhá, không rườm rà, không mất thời gian. Các bác nhu cầu chỉ cần alo cho bên em là sẽ được tư vấn đầy đủ về tất cả những cái vấn đề mua bán rồi vận chuyển mọi thứ luôn các bác nhá. Đấy, mong các bác ủng hộ bên em. Đấy. Bên em sẽ đảm bảo cho bác mình về vấn đề chất lượng của xe. Những cái mà các bác nhìn thấy thì em đã quay rồi, và những cái mà các bác không nhìn thấy thì bên em cam kết và có sự đảm bảo cho các bác mình yên tâm luôn nhá. Còn bây giờ thì mời các bác xem vào đến khu vực gầm và máy của xe nhá, gầm và máy.
khung vỏ xe thì rất ok rồi. Đây khung vỏ gầm của xe đây nhá, rất ok. Đây, các bác có thể là nhìn qua video hình ảnh để được biết về chiếc xe này nó như thế nào, có đáng để các bác mình bỏ tiền ra mua hay không, đúng không ạ? Cái quan trọng nhất thì tất nhiên nó là giá cả rồi, đúng không ạ? Đây gầm đấy ạ. Một dàn lốp dày nhá. Và bây giờ là đến cái phần quan trọng của một chiếc xe, chính là cái quả tim, cái phần động cơ của chiếc xe. Đấy rồi, ok nhá, thì bây giờ em đang nâng cabo lên đây ạ. Mời các bác đón xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhá. Đấy, động cơ máy dầu vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Và máy thì các bác yên tâm, máy nghiêm chỉnh luôn, máy không có lỗi, máy và số của xe là không có lỗi nhá. Và nổ êm hơn so với một số dòng xe như là Isuzu hay là dòng xe Everest, dòng xe Fortuner nhá, nó sẽ nổ êm hơn, nổ êm hơn luôn đấy ạ. Đấy thì các bác nhà mình nếu mà muốn nghe tiếng máy đấy ạ, thì hãy vào trong Zalo, kết nối Zalo để bên em gửi hình ảnh, gửi hình máy, hình tiếng máy, hoặc các bác mình bất cứ một cái chi tiết, một bộ phận nào, một cái chỗ nào, thì hãy kết nối Zalo bên em sẽ gửi cho bác mình đầy đủ, không thiếu một cái gì nhá. Đấy là đối với một số bác thiện chí. Còn nếu bác nào mà không và chưa quan tâm đến dòng này và không thích dòng này, không đúng cho dòng này, thì các bác hãy đến với cửa hàng bên em, vì cửa hàng bên em còn rất nhiều xe, còn rất nhiều xe khác nữa, với cái mức tiền là từ trên dưới 100 cho tới trên dưới 600-700 triệu nhá, rất là nhiều luôn ạ. Đấy, vâng, ok, thì em xin được kết thúc video tại đây, và hẹn lại các bác vào những cái video lần sau. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh bên em nhé.